Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hưng Yên gặp mặt động viên các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ gạo và công ty cổ phần nhựa Hưng Yên. Công ty Smartset quan tâm đến người lao động. Huyện Văn Lâm trên 60 ha ruộng bị bỏ hoang. Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên chưa có nước sạch. Cụ Vũ Văn Nha, đảng viên 59 năm tuổi đảng, tuổi cao gương sáng trong đóng góp xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 7, tại nhà văn hóa Ủy ban Nhân dân phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã tổ chức gặp mặt động viên các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ gạo và công ty cổ phần nhựa Hưng Yên. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và trực tiếp động viên các tiểu thương. Tại buổi gặp mặt, đại diện các tiểu thương đã trình bày một số đề xuất, kiến nghị với thành phố, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến việc điều tra nguyên nhân của vụ cháy, địa điểm, thời gian, tiến độ xây dựng chợ tạm, cơ chế hỗ trợ về vay vốn, thuế, cũng như việc tính toán thời gian thuê ký ốt trong thời gian xây dựng chợ mới, cùng một số vấn đề về tạo điều kiện để các tiểu thương có thể tiếp cận các ký ốt, tận dụng những loại hàng hóa có thể sử dụng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy đã chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại của các hộ tiểu thương do cháy chợ, đồng thời khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thành phố cùng các đơn vị chức năng sẽ tập trung khắc phục hậu quả, điều tra một cách chính xác, công khai, minh bạch về nguyên nhân của vụ cháy, đồng thời chỉ đạo phòng ban, đơn vị liên quan tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xây dựng chợ tạm để các hộ tiểu thương sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Viettel Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt kênh điểm bán và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Viettel có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2017, từ 10 đến 20% về doanh thu và lợi nhuận, với tổng số gần 5.000 kênh bán hàng, doanh thu bình quân mỗi kênh bán từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng, tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ. Thị trường tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển sang 4G, số thuê bao tiếp tục tăng, với xu hướng hiện tại, hạ tầng 3G, 4G và hạ tầng cáp quang tốc độ cao của Viettel hiện đang kết nối thuận tiện giữa người dân, chính quyền, doanh nghiệp. 6 tháng cuối năm, Viettel Hưng Yên phấn đấu tăng mới 500 kênh bán hàng, tăng doanh thu kênh điểm bán hàng từ 20 triệu đến 50 triệu đồng một tháng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Ngoài ra sẽ có 3 chuyển dịch lớn trong kinh doanh các sản phẩm dịch vụ trong năm 2018 để kênh bán tiếp tục duy trì doanh thu và lợi ích của khách hàng. Điểm bán thay vì bán SIM số sẽ chuyển sang bán các gói giá trị gia tăng trên chính các số Viettel của người dùng. Xác định người lao động giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, công ty may mặc Smartset đóng trên địa bàn xã Phú Ủng, huyện Ân Thi luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động bằng những việc làm thiết thực, qua đó tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Công ty may mặc Smartset chuyên may mặc các sản phẩm xuất khẩu thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Uniqlo, Express, Hugo Boss, Burberry hiện đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 1.700 lao động địa phương với mức lương từ 5 triệu đến 9 triệu đồng một tháng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà hỗ trợ tiền xe cho những lao động ở xa và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ thể thao vào các dịp lễ Tết để động viên tinh thần công nhân. Ngoài việc cải thiện bữa ăn vào cuối tuần, người lao động còn có thêm tháng lương thứ 13, tiền thưởng theo quý cho các lao động có năng suất vượt kế hoạch. Những năm qua, chăn nuôi thủy sản tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu đã được duy trì và phát triển tốt, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Xã Đại Hưng có trên 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản với 31,5 ha. Nhiều mô hình có diện tích lớn như mô hình của ông Đào Văn Dũng nuôi 3,5 ha, ông Hoàng Quang Tuấn nuôi 2 ha, bà Đặng Thị Hồi nuôi 2,5 ha. Để tăng hiệu quả nuôi trồng, các hộ tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa xen canh nhiều loại cá theo từng tầng nước như cá trôi chép ở tận đáy, cá mè chấm ở tầng nước trung gian, cá rô phi đơn tính ở tầng nước mặt. Năm 2017, sản lượng thu hoạch đạt trên 340 tấn với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Những năm gần đây, tình trạng nông dân bỏ hoang đất nông nghiệp đã và đang xuất hiện ở nhiều địa phương ở huyện Văn Lâm. Qua thống kê, mỗi vụ sau cấy, bình quân người nông dân ở huyện Văn Lâm bỏ hoang
từ 60 đến 100 hectare đất nông nghiệp. Vụ mùa năm nay, huyện Văn Lâm có trên 60 hectare đất trồng lúa bị bỏ hoang, nhiều nhất là xã Minh Hải 18 hectare, Đình Dù 14 hectare và thị trấn Như Quỳnh trên 10 hectare. Tình trạng trên thường xảy ra ở những nơi gần khu dân cư, khó khăn về nguồn nước tưới tiêu, chuột gây hại dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Tại nhiều địa phương có lao động đi làm ở những khu cụm công nghiệp cũng xuất hiện ruộng bỏ hoang. Để hạn chế tình trạng ruộng bỏ hoang, huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các xã vận động tuyên truyền để nông dân không bỏ hoang đất nông nghiệp, đồng thời vận động chuyển nhượng đất từ những người không cần, không mặn mà với đồng ruộng sang những người có khả năng làm kinh tế từ đồng ruộng để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đồng ruộng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, một số cơ quan báo chí đưa thông tin nhiều người dân ở thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ luôn phải sống trong cảnh sợ hãi trước sức ép thu hồi đất của chính quyền địa phương và những đối tượng lạ mặt thường xuyên đe nạt, hành hung ép người dân phải bán đất. Trước thông tin này, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Gia đình bà Lê Thị Hương và ông Trần Văn Trịnh cùng ở thôn Liêu Hạ là hai trong số 50 hộ gia đình có diện tích canh tác ở khu vực Đống Vương. Đây là diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Bảo Huy được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng và kinh doanh khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới. Cả hai gia đình đều trong diện phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình bà Hương và ông Trịnh chấp hành nghiêm và nhận đầy đủ tiền đền bù hỗ trợ. Ở trên có họp là thu hồi để trả tiền hoa màu chúng tôi, thì chúng tôi cũng nhất trí là ủng hộ. Chúng tôi cũng lấy tiền được khoảng hơn một tháng nay rồi. Trước khi đã có chính sách là nhà nước thu hồi, đấy đã trong thôn đã tổ chức gọi loa mời một số các nhà có ruộng ở đấy là đến họp, như có những nhà thì người ta đến được, có những nhà bận người ta không đến được. Thì bây giờ chúng tôi là cũng nhất trí là cái chủ trương chính sách của Đảng và của nhà nước thu hồi cái diện tích đấy. Ngay sau khi dự án được giới thiệu về địa phương triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập cũng đã triển khai thông báo đến từng hộ dân, tổ chức để doanh nghiệp họp với nhân dân để bàn bạc thống nhất chủ trương. Sau đó tiến hành kiểm kê tài sản, xây dựng phương án đền bù. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Công ty Bảo Huy mời các hộ có đất ở khu Đống Vương ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã thảo luận và ký kết biên bản chuyển nhượng. Đến thời điểm này đã có 35 hộ dân nhận đầy đủ tiền bồi thường. Ban lãnh đạo thôn đã về tổ chức họp chi bộ, thống nhất thông báo toàn thể đảng viên, cán bộ và sau đó chúng tôi tổ chức họp dân. Nhân dân thì rất đồng tình, sau cái đó thì chúng tôi sẽ triển khai là đi cùng với cán bộ địa chính xã, cán bộ tài nguyên môi trường đi ra đo thực tế, đo đạt thực tế ở khu Đông Vương. Cuối năm 2017 thì phòng tài nguyên môi trường của huyện thế cùng cán bộ xã, thế cán bộ thôn ra thực địa để kiểm kê cái tài sản và cái diện tích thực tế ở trên đồng ruộng của từng hộ dân. Thì sau đó thành lập theo tổ đến từng hộ gia đình có ruộng ở Đống Vương để thông báo, thế rồi là yêu cầu các hộ đối chiếu với diện tích thực của mình trên sổ đỏ và diện tích thực tế ở ngoài đồng xem có sự chênh lệch hay không, và thông báo cái chủ trương chính sách của Đảng và của nhà nước đối với vấn đề chuẩn bị thu hồi ruộng đất ở đấy. Số 35 hộ đã ký kết các cái văn bản và nhận tiền công ty một cách vui vẻ đầy đủ. Thế còn 15 hộ thì còn có cái thắc mắc, cái còn có cái là chăn trở, thì các hộ đó có cái đề nghị là chúng tôi phải tiếp tục tôi xem xét để chúng tôi sẽ xem xét và trả lời sau. Chứ họ không nhận tiền thì họ vui vẻ ra về. Tuy nhiên thời gian qua, một số cơ quan báo chí cho rằng nhiều hộ dân phản ánh khi triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập kết hợp với các đoàn thể địa phương liên tục rục rã yêu cầu các hộ dân có quyền sử dụng đất tại khu vực Đống Vương tới Ủy ban Nhân dân xã để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Thậm chí một số đối tượng lạ thường xuyên đến vận động người dân phải bán đất và khi không thuyết phục được thì chuyển sang o ép đe nạt. Trong quá trình mà tổ chức thực hiện như vậy thì cũng có dư luận có là ý kiến là bảo chúng công ty, thế rồi ủy ban xã là ép buộc cưỡng bức người dân, tức là nhận ruộng. Thì xin báo cáo với các anh là chúng tôi triển khai như thế một cách rất đầy đủ, rất minh bạch, rất công khai.
Và đến giờ phút này tôi làm chủ tịch ủy ban xã thì cũng chưa nhận được ai phản ánh trực tiếp là bị cưỡng bức và ép buộc. Khi nhận được quyết định chủ trương của ủy ban tỉnh, văn bản chấp thuận chuyển nhượng của ủy ban tỉnh, thì công ty cũng đã triển khai tiến hành kết hợp với ủy ban nhân xã, cũng đã tiến hành triển khai các cuộc họp công khai ở các hội trường thôn của xã. Qua quá trình triển khai thì chúng tôi đã triển khai trả được 35 hộ trên 50 hộ. Chúng tôi xin dùng lời phát biểu của ông Đỗ Ngọc Bích, một trong 50 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng, để thay cho lời kết của phóng sự này. Thực chất ra mà nói là hoàn toàn tự nguyện, chứ không phải có đơn vị nào đến đây mà ép buộc dân bán cả. Hiện nay nhiều khu dân cư, phường, xã ở thành phố Hưng Yên vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Nhiều hộ gia đình đang phải sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Để có được nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình ông Dương Công Tác, thôn 1, xã Hoàng Hanh đã phải khoan tới 3 chiếc giếng khoan có độ sâu trên 50 mét, nhưng nguồn nước vẫn có màu vàng, rỉ sắt, không được đảm bảo cho sinh hoạt. Khoan như thế nhưng bơm lên chỉ được một thời gian rất ngắn, vài ba tiếng là đổi màu. Khi lọc đến độ khoảng 2 tuần, hơn tuần, 2 tuần là cái đáy bể nó toàn bộ như màu đất sét vàng ở dưới. Không riêng gia đình ông Tác, xã Hoàng Hanh có trên 1.200 hộ dân hiện đều sử dụng nguồn nước giếng khoan trong ăn uống sinh hoạt do chưa có nguồn nước sạch để sử dụng. Của nhân dân trong xã cơ bản là sử dụng cái nước khoan, mà dưỡng nước khoan của tại địa bàn xã Hoàng Hanh là rất là không đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước rất là xấu. Về phân vùng cấp nước sạch thì Hoàng Hanh do công ty cấp nước Hưng Yên chịu trách nhiệm cung cấp. Thế thì theo kế hoạch thì trong năm 2017-2018 thì công ty sẽ tiến hành thi công và cung cấp nước sạch cho nhân dân tại địa bàn xã. Nhưng không biết do lý do gì cho đến bây giờ, đến tháng 7 rồi, chuẩn bị bước sang tháng 8 rồi, không thấy. Cán bộ và nhân dân trong xã rất là mong chờ. Phường Lam Sơn có 13 cụm dân cư, hiện chỉ có duy nhất khu dân cư mới Nam Đinh Điền có nguồn nước sạch để sử dụng. Còn lại tất cả các khu dân cư khác vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. Cũng nhiều người kêu nước giếng khoan bây giờ là rất là bẩn. Thì chúng tôi cũng rất mong làm sao là công ty cấp nước thành phố đưa về cho dân là rất là tốt. Tôi rất nhiệt tình ủng hộ. Hiện tại, số hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt thấp. Trong đó, xã Tân Hưng, Quảng Châu, Hoàng Hanh, 100% hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Phường Lam Sơn đạt 10%, phường Hiến Nam đạt 40%. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, tỷ lệ lắp đặt đường ống bao phủ phải đạt 100%. Tỷ lệ đấu nối đồng hồ nước các phường đạt 100% và xã đạt 80%. Tuy nhiên, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2018, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa được đơn vị kinh doanh nước sạch triển khai thi công. Dù đã 86 tuổi, nhưng cụ Vũ Văn Nha, 59 năm tuổi đảng, ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, vẫn luôn tích cực tham gia xây dựng quê hương, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cụ Nha nguyên là cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Văn cũ, nay đã nghỉ hưu. Tuy tuổi cao, song cụ vẫn tích cực tham gia đóng góp vào mọi hoạt động của quê hương. Đặc biệt, cụ đã tình nguyện cho địa phương mượn số tiền tiết kiệm của mình để mở rộng và xây dựng con đường làng dài hơn 2 km. Ngoài ra, cụ Nha còn công đức khoảng 300 triệu đồng cho việc làm đường làng ngõ xóm, đình làng, nhà mẫu giáo thôn, chợ thôn. Hiện tại, cụ Nha còn nhận phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Trung Hòa mỗi tháng 500.000 đồng. Với những hoạt động rất ý nghĩa của mình, cụ luôn được người dân địa phương kính trọng, con cháu trong gia đình tự hào noi gương sáng. Nói về cái sự quan tâm đối với gia đình chính sách cũng như là bà cụ mẹ Nam anh hùng, là bà cụ thân sinh ra tôi, thì nói chung là cũng không có một cái lời nào để mà nói được cái tấm lòng vàng của gia đình cụ Nha và cùng các con cháu của cụ. Hiện gia đình cụ Nha có gần 40 người gồm con cháu có trình độ đại học và trên đại học. Cụ Nha duy trì quỹ khuyến học của gia đình dòng họ với khoảng 80 triệu đồng. Con em có thành tích trong học tập hàng năm đều được cụ thưởng 1 triệu đồng từ quỹ khuyến học. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin nhanh từ Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng 29 tháng 7, trên quốc lộ 39A đoạn qua địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu,
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 89C15497 đi theo hướng phố nối Hưng Yên đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 89E116916 do chị Đỗ Thị Tươi sinh năm 1978 ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu điều khiển. Phía sau chở con trai là cháu Bùi Đình Đạt sinh năm 2003. Do va chạm mạnh, hai mẹ con chị Tươi ngã văng ra đường, sau đó được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, mẹ con chị Tươi đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng những năm qua, Hội Người Cao Tuổi xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Hội đã thành lập ra được câu lạc bộ trồng hoa đào thôn Ngọc Đà với sự tham gia của 60 thành viên. Nhờ sự chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc cây trồng nên thu nhập bình quân của các hội viên một năm từ đào dao động từ 100 đến 200 triệu đồng một sào. Nhiều xưởng sản xuất chế biến dược liệu của người cao tuổi cũng được xây dựng, tạo công việc cho hàng chục lao động trên địa bàn xã với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Một số gương sáng phát triển kinh tế có thu nhập cao phải kể đến gia đình ông Phùng Viết Hưng, ông Nguyễn Thế Viễn, ông Đinh Văn Sửa. Với sự nêu gương trong phát triển kinh tế, người cao tuổi trên địa bàn xã Tân Quang đã có đóng góp quan trọng vào kết quả tích cực của xã. Toàn xã có 70% hộ thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo 0,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng một người một năm. Tham gia công tác mặt trận 12 năm, ông Nguyễn Công Toan ở thôn Trà Bồ, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ luôn gương mẫu và được người dân yêu mến, tin tưởng. Xuất ngũ trở về địa phương cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, năm 2006, ông Nguyễn Công Toan bắt đầu tham gia công tác mặt trận tại thôn. Mỗi bước chân của ông dường như được in ở hầu khắp các nẻo đường ngõ xóm. Nhờ gương mẫu và luôn tâm huyết với việc thực hiện nhiệm vụ, ông đã làm tốt công tác tuyên truyền và khích lệ bà con nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động bà con nhân dân đồng thuận xây dựng được nghĩa trang đồng bộ. Đặc biệt, kêu gọi được 300 triệu đồng để tu sửa đậu làng và xây nhà hội trường thôn khang trang, nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân trong thôn. Sự nhiệt huyết của ông đã được chính quyền mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh ghi nhận khen thưởng. Theo ông cho biết, để người dân tin tưởng, cá nhân phải gương mẫu đi đầu trong phong trào. Khi làm công tác mặt trận thì mình có đi sâu vào dân, để có tình cảm trong dân thì các cuộc vận động là mình cũng phải một là gia đình mình gương mẫu, hai mình đi sâu sát với công tác tình cảm, thế nên nhân dân cũng rất là tín nhiệm. Xác định phong trào khu dân cư 3.0 có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, phong trào đã được nhân rộng ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lữ và thực hiện tốt 3 nội dung, đó là không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, giảm hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Thực hiện nội dung không ô nhiễm môi trường, xã Hải Triều đã huy động được sự vào cuộc của các thành viên nằm trong khối mặt trận thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng hành thực hiện nội dung đó, vào các ngày lễ, ngày Tết, đoàn thanh niên xã đã tích cực ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nên các trục đường chính của xã, của thôn với sự tham gia của đông đảo thanh niên. Nhờ vậy, vấn đề môi trường được cải thiện. Chúng tôi cũng tuyên truyền rất là mạnh về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, rồi môi trường không vứt rác bừa bãi. Thôn Bụi Sảng, xã Hương Đạo được chọn làm điểm thực hiện phong trào khu dân cư 3.0 của huyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân trong thực hiện việc cưới, việc tang, văn minh thay đổi rõ rệt. Phong trào hỏa táng cho người thân khi qua đời được người dân thực hiện từ 2 năm gần đây. Gia đình bà Nguyễn Thị Triều là hộ đi đầu và hỏa táng cho cả bố và mẹ khi qua đời. Sau này đến vợ chồng tôi hay là các cô, các em tôi cũng đều xác định là sẽ theo gương cha mẹ chúng tôi và sẽ làm sao để đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Để phong trào có sức lan tỏa rộng và hiệu quả,
phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các ngành tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 3 tiêu chí. Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì trong những năm qua thì nhận thức của người dân về cái phong trào, đặc biệt là vấn đề môi trường đã được nâng cao. Qua đó thì đã tích cực, tự giác, chấp hành tốt các cái chủ trương của tỉnh cũng như của huyện về cái vấn đề môi trường, tệ nạn xã hội và đặc biệt là không lãng phí trong thủ tục lạc hậu cưới việc tang. Từ khi triển khai thực hiện phong trào khu dân cư 3.0, đến nay huyện Tiên Lữ đã đạt nhiều kết quả quan trọng như trên 90% số hộ gia đình cam kết thực hiện 3.0, thành lập trên 300 tổ tự quản và gần 200 tổ liên gia tại các thôn xóm. Do đó, 90% khu dân cư không tệ nạn cờ bạc, 89% khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy. Hầu hết các khu dân cư đều có bãi rác thải tập trung, việc cưới, việc tang được thực hiện văn minh, tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn Giang tích cực trả nợ tiêu chí nông thôn mới. Xã Minh Hải trên 5 hectare lúa chết vì ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp xả thải. Phú Cường chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.